Vâng, một tác phẩm đến từ chất liệu gỗ hương ta, một tác phẩm cực kỳ chất, cực kỳ phiêu, như các bác đang nhìn thấy ở trước mắt của mình đây. Đấy, một tác phẩm liền khối, và tất nhiên là cái đao này là không liền khối. Tất cả các tác phẩm tự quan công làm thì sẽ đao sẽ đều là đao rời. Và anh chị nhìn thấy một tác phẩm mà cái hình tượng nó hơi khác như tác phẩm bình thường khác. Đó là ở đây chúng ta nhìn thấy cái tà áo nó bay sang hẳn một bên. Đấy, bay ra, đang đứng chấn ải, gió bay phấp phới. Như tác phẩm tượng quan công bình thường sẽ được tạo hình là cái tà áo nó vát về phía sau và nó không bay như này. Nhưng mà ở đây nhìn bay như này, vì bên em có cái phôi gỗ này nó rất là to. Nó có cái phần này xòe ra, đấy, cái phần mặt trước này, nó xòe ra như này, nên là làm được. Và đây là một cái tác phẩm phôi gỗ nhiều tạ để làm ra tác phẩm này. Nhiều tạ thì mới liền khối được như này. Vâng ạ, và quên mất chưa chia sẻ với các bác. Tác phẩm này thì với chiều cao là 1m79, chiều ngang là 83 và chiều sâu của tác phẩm là 43. Nếu mà đấy là chiều cao không tính đao, nếu mà tính cả đao thì nó rơi vào 2m mười mấy đấy. Và chiều cao không kỉ là 1m38. Đục tứ diện, gỗ ương ta. Và bây giờ mời các bác vào chiêm ngưỡng kỹ một siêu phẩm như này. Vâng, và trong lúc các bác chiêm ngưỡng như đường nét thì em cũng tranh thủ giới thiệu một chút. Đó là bên em là tượng gỗ Nguyễn Hồng ở làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Một cái làng nghề mà chuyên điêu khắc những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ từ chất liệu gỗ gông cây quý hiếm. Và em trai đang chia sẻ với anh chị là em Hồng Lê. Số điện thoại là 0966 336 318. Và phía sau em trai đang quay, đang cầm cái camera quay, thì tên là em Phạm Hoàn. Số điện thoại là 0789 336 318. Và quay trở lại tác phẩm thì như các bác đang vừa nhìn thấy phía trên và phía dưới rồi, các bác có thể nhìn thấy này. Ở đây chúng ta nhìn thấy những cái đường giáp chặt tỉa rất là kỹ, sắc nét. Tất cả những cái giáp này nhỏ đến đâu cũng vẫn kỹ. Và phía trên thì chúng ta đã được nhìn thấy một cái tổng thể hài hòa diện của ngài. Diện của ngài quan công đây chúng ta nhìn thấy sắc nét và một cái tạo hình sắc nét cân đối, và có một cái mà được thổi hồn vào đấy, là các bác có thể nhìn thấy rất khác so với những tác phẩm tầm trung khác. Nó là cái hồn của tác phẩm. Và tác phẩm này thì cũng đục tứ diện rồi, nhưng hiện tại em đang kê hơi sát ở phía sau này, có lẽ là hơi khó để quay cho các bác ngắm hết. Bác nào mà mong muốn ngắm kỹ hơn có thể liên hệ với em trai Hồng Lê 0966 336 318. Đấy, để em sẽ gửi thêm thông tin cho các bác nữa. Đấy, tất cả những đường nét này. Và em Hoàn sẽ quay treo chéo một chút để cho các bác ngắm ở cái tà áo nữa. Cái điểm nhấn của tác phẩm này cũng là một cái điểm nữa, chính là tà áo này nữa. Như nếp áo làm rất là mềm mại, chất gỗ đẹp. Cao là 1m79, chiều ngang 83, chiều sâu là 43. Không kể là cao 1m38, mà tính cả đao thì cao 2m mười mấy đấy. Em cũng không nhớ nữa. Một tác phẩm tuyệt vời như này. Các bác đang theo dõi tác phẩm này, đang chiêm ngưỡng tác phẩm thì nhớ là cho bên em xin một cái nút like để ủng hộ bên em. Và bác nào chưa nhấn đăng ký thì nhớ là nhấn đăng ký, nhấn follow để theo dõi và chiêm ngưỡng nhiều hơn những tác phẩm đẹp hơn nữa. Và bây giờ thì em trai Hồng Lê xin chào tất cả các bác và hẹn gặp các bác ở những video giới thiệu tác phẩm tiếp theo ạ.